Chào các bạn đã đến với bài 7 của khoa học làm dự án với .NET Core 3.1. Bài số 7 này chúng ta sẽ đi vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên cái file Excel hôm trước, Database Design. Đó. Thì bài trước chúng ta đã tạo cái follow solution structure rồi với README rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng cái chi tiết để làm sao để thiết kế sử dụng là Entity Framework 3.1. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái pull request từ trước, đúng không? Chúng ta có một cái pull request chúng ta tạo vào trong cái thằng pull request này và tạo một ngày trước assignee cho mình. Mình sẽ mở cái pull request này vào cái nhánh develop commit merge. Ok. Tức là sau khi mà nó merge xong rồi thì thằng develop nó sẽ có cái code mới nhất và mình sẽ chỉ cần về cái nhánh develop và mình sẽ pull code mới về. Ok, khi mà chúng ta đã có code mới trên develop rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ new một cái brand mới. Chúng ta sẽ đặt tên một cái nhánh khác. Điều này đảm bảo là khi chúng ta làm các cái feature khác nhau, feature nào các bạn muốn merge với develop thì các bạn mới merge. Còn nó không liên quan đến nhau cả. Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc. Code nó không bị lẫn nhau. Thì tên của nhánh có thể là các bạn sẽ đặt là design database, đúng không? Database design. Đó. Khi các bạn tạo ra một nhánh mới thì code thoải mái không bị. Đầu tiên chúng ta phải cài đặt Entity Framework thì chúng ta phải chuột phải và nó các bạn chọn Manage NuGet Package thì các bạn sẽ thấy là có một cái trang chủ của Entity Framework Core của Microsoft thì các bạn chỉ cần add package là microsoft.entityframeworkcore.sql server. Nếu các bạn làm việc với SQL Server, còn nếu không thì các bạn chỉ cần nó có nhiều cái cơ sở dữ liệu khác nhau nhưng các bạn dùng SQL Server thì các bạn đã cài cái package này. Latest stable là 3.1.1. Chúng ta xem là nó yêu cầu chúng ta cài những cái dependency gì. Hoặc các bạn dùng lệnh thì các bạn có thể dùng .NET add này ở trong cái thư mục. Nó sẽ yêu cầu cài thêm core này, abstraction này, memory configuration này, và một đống các cái thứ khác. Ok. Tiếp theo sẽ bắt cài Entity Framework Core Configuration, một số cái khác nữa, relational. Ok. Tức là đã xong phần cài đặt cho Entity Framework. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cài thêm Core Tool nữa và Design. Design này thì để chúng ta có thể migration được thì chúng ta phải cài cái này. Entity Framework Core.design cũng 3.1.1. Tiếp theo là đến thằng Tool. Tức là chúng ta phải cài ba thằng: SQL Server, Tool và Design. Bạn muốn biết nó làm cái gì thì đây. Đây là tool. Nó sẽ có các cái lệnh scaffold database, get context drop add migration. Còn design time thì nó giúp chúng ta design thì nó sẽ giúp chúng ta có share design component entity framework tool. Đó. Thì với README này chúng ta phải có thể có thêm một cái nữa là install package thì chúng ta có thể nêu ra danh sách các package ở đây thì nó sẽ dễ hơn này, đúng không? Đầu tiên là tool này. Ở trên là design.
ở trên cùng sẽ là SQL Server. Đó. Ok, sau khi cài xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức cái thư mục của nó. Trong này chúng ta sẽ có thư mục entity để chứa danh sách các cái entity của nó này. Rồi một thư mục. Thế thôi. Context thì chúng ta có thể để ra ngoài. À, hoặc là chúng ta để đặt một cái thư mục nó gọi là entity framework. Trong này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái class, ví dụ như là airsoft db context. Đó. Chúng ta sẽ kế thừa cái db context của thằng entity framework, đúng không? Entity framework core này đặt là public. Khi mà chúng ta kế thừa thì chúng ta sẽ được gợi ý generate ra một constructor truyền vào một DB option. Cái này có thể bỏ đi hoặc là chúng ta chỉ ra not null attribute. Đó. Sau khi xong thì chúng ta sẽ đi vào phần fundamental. Fundamental này thì chúng ta thấy là nó sẽ cho phép chúng ta use một cái collection string và khai báo các cái entity mà chúng ta khai báo chúng ta tạo ra. Thì trong này chúng ta sẽ có option chấm use. Chúng ta use cái SQL Server, tức là chúng ta kết nối đến SQL Server, đúng không? Với một cái collection string. Đó. Không chứa use SQL Server, đúng không? Option Builder. Bây giờ chúng ta sẽ phải có một cái phương thức khác. Thằng option này thì chúng ta sẽ không không dùng để tạo mới. Chúng ta sẽ cần phải dùng cái option builder này và rồi chúng ta sẽ ghép cái collection string ra. Trong trường hợp này thì nếu trong entity framework core ấy thì các bạn có thể không thể truy cập được dạng này, đây là entity framework thì các bạn có thể bỏ đi. Các bạn để nguyên như này thôi. Các bạn sẽ config nó ở bên ngoài. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần là public khai báo các cái entity DB set này. Các cái entity mà chúng ta khai báo thì chúng ta sẽ phải gõ ở trong cái thằng entity. Thứ nhất là chúng ta cần cái riêng phần user và phần role thì chúng ta sẽ để sau bởi vì nó sẽ liên quan đến entity ASP.NET Identity. Phần system này chúng ta sẽ để sau. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần product thôi. Chúng ta sẽ có bài riêng về identity cho các bạn. Product này. Tên class thì sẽ là viết thường và không có rồi S tức là số ít. Thằng này các bạn sẽ viết như là các class bình thường thôi, Poco class thôi. Đó, các bạn cứ viết thế này thì public này, kiểu in này, đúng không? Các bạn bấm phím Ctrl à bấm phím an Ctrl P một cái. Đó, các bạn copy, chính vì thế mà mình viết Excel rồi mình copy sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc là chúng ta gõ tay. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sửa price thì chúng ta sẽ có thể dùng decimal này. In này, stock in này, view count in này, date time, date grade. Các bạn có thể yêu cầu nó nullable không? Cell alias string 1 xong rồi một class. Thằng thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo nó ở trong này, product. Để khai báo được thì các bạn thấy là nó sẽ cần phải using cái class này. Các bạn nhớ là class này phải để public, tất cả phải để
Nếu chúng ta dùng để public thì có nghĩa là các cái project khác mới dùng được, còn nếu để không để public mà để private thì chỉ có mình nó dùng được thôi. Dùng và chúng ta để protected thì cũng chỉ có kế thừa mới dùng được, thì chúng ta để public. Các bạn nhớ nếu không using được thì phải nhớ public, và các bạn phải using nó trên này, using cái namespace mà chứa cái class đấy. Và tên thuộc tính ở đây sẽ là phải, với DB set thì các bạn sẽ phải để là chữ hoa và là phải, các bạn phải có chữ hoa và số nhiều. Ok, tất cả những cái khác cũng tương tự như vậy. Các bạn chỉ có hai bước, đó là khai báo entity và còn cấu hình nó, các thuộc tính này kiểu dữ liệu như nào thì nó sẽ có hai cách. Đó là các bạn sẽ dùng config entity. Thì chúng ta có hai cách. Một, cách một là chúng ta dùng attribute configuration. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng là fluent API configuration. Cái cách một thì chúng ta hay dùng các cái thuộc tính để chỉ ra cho nó, ví dụ như là muốn cái product này chúng ta cho khi gen ra bảng nó sẽ là product S, thì chúng ta dùng cái data notation này. Rồi ví dụ như là trường string alias chúng ta muốn not null, chúng ta sẽ dùng require. Thì khi mà chúng ta gen ra bảng thì nó sẽ tự động cho not null vào đó. Đấy là config theo dạng attribute. Còn dạng thứ hai là chúng ta config theo dạng fluent, thì cái class này không không động gì vào mà chúng ta sẽ config ở bên ngoài. Đấy là hai cách. Thì thường mình thấy bây giờ mọi người hay dùng cái cách thứ hai. Thì mình trong khóa học này, các khóa học trước mình hay dùng attribute thì nó tương đối dễ. Khóa học này mình sẽ sử dụng cái Fluent API để đảm bảo là cái class này chúng ta là POCO, có nghĩa là nó sẽ không có các cái thuộc tính liên quan database, đúng không? Tiếp tục chúng ta sẽ có các cái class khác, ví dụ như là category, đúng không? Category khi mà đổi thành chữ thường thì đây sẽ là số ít, và các bạn nhớ đặt nó là public. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để chuột vào đây, bấm phím an cho nó kéo xuống. Bây giờ chúng ta gõ public in này, đúng không? Sau đó thì là đến set get. Set get có nghĩa là cái thuộc tính này cho phép cả vừa đọc vừa ghi. Nếu các bạn muốn dùng constructor thì có thể là sẽ không cần cái này. Boolean cho isohome này. Thằng này là ID, cho nên pattern ID của nó chắc chắn phải in, nhưng mà thường là những cái nào là cái category char là sẽ là null, thì chúng ta cho phép null label cho cái in này. Status. Status này thì chúng ta có thể là để boolean là true. Tuy nhiên thì chúng ta không nên đặt là như thế thì nó sẽ hơi bị khó. Chúng ta có thể đổi sang dạng i5 bằng cách là chúng ta cho một tạo một cái i5 cho nhìn nó, code nó sẽ dễ hơn. Status chúng ta sẽ có một cái public i5, tức là một cái tập hợp bao gồm có in active và active. Đó. Như vậy thì chúng ta có status là một cái i5 ở đây. Như vậy thì lúc gen ra nó sẽ là kiểu in. Lúc map ra chúng ta sẽ search thì chúng ta sẽ có status chấm active, chứ active thì nhìn nó sẽ rất là make sense hơn. Cái việc là chúng ta dùng cái make sense là ta dùng cái kiểu in. Tiếp tục chúng ta lại khai báo tiếp.
Đấy, tên thuộc tính nó đã gợi ý chúng ta là category rồi. Bài này nếu mà cứ viết thế này thì tương đối dài đúng không? Mình sẽ làm mẫu vài cái và sau đó mình sẽ gõ, sau đó mình commit lên cho các bạn thì các bạn có thể tham khảo code ở trên nhánh database design. Thì các bạn chỉ cần vào cái phần đây, các bạn chọn database design là ra. Tí mình sẽ commit cái này lên, đúng không? Chứ không cái bài này rất là dài. Tiếp tục các cái bảng khác thì cũng tương tự như vậy, các bạn chỉ cần chọn đúng cái kiểu dữ liệu của nó thôi. Ok, vậy là mình đã tạo xong tất cả các entity và đẩy vào đây. Bài sau thì chúng ta sẽ cấu hình nó để cho nó gen ra migration để tạo ra database. Mình sẽ commit cái này lên bằng cái git. Đó, các bạn nhớ là lúc thêm vào thì các bạn phải save all xem là cái thằng solution nó có lưu chưa nhé, nếu không là các bạn không put lên đâu. Đó, put nhánh lên. Cái nhánh này thì mai mình vẫn làm tiếp bởi vì nó đang vẫn là database design thôi. Bây giờ mà chúng ta tạo ra được database thì lúc đấy mới gọi là hoàn thành cái nhánh đấy. Đấy, chúng ta có nhánh database design, các bạn có thể tham khảo nó.